Bình xăng tháo ra thì trái lô ha, trái của Senta, kim lô luôn nha anh em. Đó, ở trong thì ok nè, sạch sẽ nè anh em thấy không. Đó, nắp thì thiểu thun nè, bông tu thì zin nè. Đó, đít này, nói chung mấy cái này thì vệ sinh lại thôi. Đó, còn những ốc này thì sẽ bỏ nha anh em. Đó, ốc này thì sẽ bỏ, ốc này là ốc bị tà đầu nha, tà đậu đây là em không chơi nha nè. Còn những cái ốc ở đây thì sẽ đi gam lại cho khách ha. Đó, đi gam lại cho khách của cục máy này nha anh em. Đó, còn bên đây á, thì thay than đề lại cho khách ha, với vệ sinh lại. Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Tùng Gã Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đang chạy xe đi gửi hàng cho anh em và sẵn đây bỏ đồ sơn ha, thì cũng có một cái cuộc điện thoại ở bên Phương Trang nè anh em. Cục máy của anh khách ở Diên Khánh ha, gửi xuống Đại Tu lại cho anh em. Thì bây giờ mời tất cả anh chị em là theo chân em sẵn chạy qua bên đó để lấy hàng luôn nha. Ly cà phê sáng ha, ngày nào cũng vậy anh em ơi. Đó, bây giờ là hôm nay em sẽ tiếp tục sẽ gã cục máy nè, gã cục máy của anh trai ở Diên Khánh ha, Diên Khánh gửi cho em dọn lại ha. Thì bây giờ cục máy này anh em nhìn cái bề ngoài thì nó rất là dơ nha anh em. Đó, thì anh trai anh đã gửi kèm theo những gì để em sẽ kiểm tra ha. Đây là cộng sinh cam toàn ha. Đó, lúc trước em có bán cho ảnh ha, cái thứ nhất với cái thứ hai nữa là 4 lá bố hàng niêu Thái nha nè, 4 lá bố hàng niêu Thái. Cam cò thì nói chung ảnh mua của ai nhưng mà cam cò lô nha anh em, cam cò lô nha. Đó, cam này nói chung cam cò này là không có gắn vô đây được nha anh em. Tại biết sao không, gắn vô nó nóng nó kêu dữ còn hơn cái cục máy cũ nữa. Là cái bánh lòng bánh tăng ha. Kế tiếp là cái thùng bình xăng con nha các anh em. Ở bình xăng con là 7HAA NL18 nha anh em. Đó, NL18. Co xăng là đát đát 201 nha anh em, đát 201 ha, không có cái phá xăng nha anh em. Thì mấy cái này thì em sẽ vệ sinh và gam ốc lại, cân chỉnh bung tu lại nha anh em. Đó, cân chỉnh bung tu lại cho chuẩn ha. Rồi xong mình sẽ đi qua cái phần cục máy thì có cái bách lồng. Bách lồng gam sẵn thì nói chung cũng gam lại luôn. Cái này thì ốc lô nha anh em, ốc lô ha. Cụ đề thì để em coi cái mã máy nha nè. Để mình biết cụ đề 99 nha nè, cụ đề 99 ha. Cụ đề 99. Còn cái báo số này thì nó đã gãy ngay chỗ cái đuôi cá rồi nè, nó gãy đuôi cá rồi. Dây xăng này cũng bỏ, dây ống hơi máy cũng bỏ luôn nha. Thì đây em thấy bên bụng bên lóc nồi nó có dấu rồi nè ha. Đó, mình quay sơ lược đi mình mới tiến hành gã nha nè. ET6 nha nè, ET6 thì ốc đầu bò thì nó xét hết trơn rồi nha. Đó, thì coi thai than bọng rồi cho khách ha. Đó, còn cái cục máy này bây giờ là tiến hành gã ra nha nè. Đó, tiến hành gã ra coi xem trong đây nó có những gì. Không có bugi nha nè, không có bugi ha. Đó, bây giờ là tiến hành gã nha nè. Mới nha anh em, hàng mới ha. Đó, ốc bánh cam nè anh em ha, chỗ thằng cam nè không, nó hư hết trơn nha anh em. Đó, cũng mắc hết một con bù gông ha. Thì tới đâu thì em sẽ báo tới đó nha. Ốc nền máy thì ok nha anh em. Đó, mấy cái lò xo lô nè anh em, nghĩ thì thấy nó dày không, để nó tăng cái cộng sinh cam lên để cho nó thẳng ra nè anh em, thấy không? Đó. Nắp nồi KVTHM-2 ha, đúng 110 nha anh em. Đó, thì trong này anh em cũng thấy rồi nè ha, đó ba càng á, thì dán ba càng gì không biết nữa ha, thì đó nói chung thì nồi thì làm lợi nha anh em. Đó, thì anh em thấy ốc ha, nó bắn tà hết trơn rồi nha. Đến với em thì em sẽ thay là ốc Diên toàn bộ hết ha, cho anh trai ha. Đó, cục máy là của anh trai ở Diên Khánh nha anh em, ở Diên Khánh. Lựa đúng 110 nha anh em. 06 X90 KGD ha. Đó. Qua lăng ha. Qua lăng thì đúng luôn nha anh em. Cò cũ cũng cò lô nữa là anh em thấy không? Đó. Cam lô luôn nha anh em, cam lô luôn. Súp bắp Diên nha anh em, súp bắp Diên. Lòng cốt 1 nha anh em, cốt 1 ha. Bánh đỡ lô luôn nha anh em, à, bánh đỡ 110 lô luôn nha. Đây bánh đỡ là bánh này nha, lô luôn nha. Đó, bụng giữa thì mới gã lần đầu nha anh em. Đó, lóc thì lóc bơm nè, KF là F-1 nè ha. Đó, kiểm tra số cho anh trai. Hai mươi tám, 26 ha, 28, 26. Dên nha anh em, còn dên này tay nó gơ rất là nhiều nha anh em. Đó, bây giờ phải đi thay bạc đạn ha, ép dên lại thì, cái cục máy của anh trai ở Diên Khánh thì em cũng đã mở bung ra hết ha. Thì nãy anh em cũng có xem cái từng giai đoạn em gã thì anh em cũng biết rồi. Đó, bây giờ thì em gã bung ra hết, thì bây giờ thì em quay chi tiết nhẹ sơ lược cái nè ha. Nè, cam lô nè. Đó, cam lô nè. Chữ ho nè không anh em thấy không? Đó, chữ ho nè. Đó. Cò lô luôn đó nè. Cò lô luôn. Đây cò lô GN5 nè, anh em thấy không? Đó. Qua lăng thì nói chung là đẹp nha anh em. Qua lăng với ổ đăng đề thì nó còn đẹp. Nó còn đẹp thì Diên. Đó, mình vệ sinh, vô mở đi lại xài ha. Đó, còn lửa này cũng vậy luôn, đó mình vệ sinh. Riêng á, riêng lòng á thì mình sẽ lên cốt 2 nha anh em. 0.50 là bạc thái. Đó, thì nói chung em sẽ thay đồ thái hết, em sẽ kiểm tra vệ sinh rồi ha. Đó thì những cây dên này thì cũng vậy luôn. Đó cũng thay đạn thái rồi đi ép lại. Còn ốc này em sẽ đi gam lại. Và những con ốc nào xấu á, thì ở đây em sẽ thế vô cho anh và tặng cho anh trai ha. Riêng bạc đạn máy nha anh em, riêng bạc đạn máy này em sẽ thay bạc đạn thái hết. Còn con máy á, thì con giữa em sẽ xài xé bịch niêu thái. Còn những mấy cái con kia thì của Việt Nam hai mặt xanh với con 4 lỗ thì chơi con lá cờ tồn của con Phu 1 Dash 205 nha anh em. Thì những xe khác thì anh em xem thì cũng biết ha. Còn riêng củ đề thì em sẽ bung ra vệ sinh, coi thang lô thì em thay, bình xăng con thì cũng vậy. Máy móc này thì em sẽ vệ sinh này nọ các kiểu hết. Riêng bộ số thì nó cực kỳ đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp. Còn bố ba càng này thì em sẽ thay bố LK sẽ bịch thái ha, cho whip không chơi gián lợi nha anh em. Còn những cái Ford ở trong đó thì thay Ford Diên của hàng Việt Nam hết nha anh em. Đó. Cây dơ nó rất là đẹp nha anh em, nó không bị lột nha, nó không bị lột. Clip tiến hành kiểm tra hòa gã cục máy coi ở trong thì tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay Thái cho 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em phần tiếp theo gáp cục máy này nha anh em.